Và đây rồi thưa quý vị và các bạn, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc. Đây, cái biển ghi rất là rõ ràng đây. Địa chỉ xã Ô Quy Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Tôi thấy ở góc này có lòi lên một cái gì như cái đầu rồng. Ồ, một cái lư hương. Tại sao lại vứt một cái lư hương chỏng chơ như thế này nhỉ? Giờ thì chúng ta sẽ đến từng ngôi mộ để xem nội dung trên bia ghi những cái gì. Anh có biết gì về cái nghĩa trang liệt sĩ của người Trung Quốc đây không? Không biết à? À, chị có biết không? Không biết. Em ơi, dạ. Cho anh hỏi, cái nghĩa trang liệt sĩ ở trên này này, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc này này, anh đang thắc mắc là đây là nghĩa trang liệt sĩ của người Trung Quốc sang giúp Việt Nam hay là sang xâm lược Việt Nam? Sang xâm lược Việt Nam anh ạ. Em chắc không? Chắc. Hiện nay tôi đang tản bộ trên cái khu vực đèo Ô Quy Hồ, kia là cái con đèo nối từ thị trấn Sapa để đi sang phía Tam Đường. Đây các bạn có thể nhìn qua cái góc máy ống kính này. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái địa điểm vô cùng đặc biệt. Đó chính là nghĩa trang của người Trung Quốc tại Ô Quy Hồ này, tại cái địa điểm Ô Quy Hồ này. Ngày hôm nay tôi có đưa đoàn bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Lai Sơn Tây, thành phố Hà Nội đi Sapa, và tranh thủ cái thời gian đoàn được tự do, tôi đã thuê một xe máy đi từ thị xã Sapa để lên tới Ô Quy Hồ, từ đó lên đây đâu đó khoảng 9-10 km gì đấy. Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều lần tôi đi qua cái khu vực đèo Ô Quy Hồ này và lần nào tôi cũng mang một cái thắc mắc rất lớn khi mà đi qua cái đoạn đường này. Đây đây, các bạn nhìn theo hướng ống kính này. Đi thêm một chút nữa thôi là đường quốc lộ 4D để đi từ Sapa sang Lai Châu, sang tỉnh Lai Châu đấy. Và tôi thấy có một cái biển là nghĩa trang của người Trung Quốc. Tôi rất là thắc mắc tại sao lại là nghĩa trang của người Trung Quốc ở đất nước của Việt Nam mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể nghĩa trang đó nó thể hiện như thế nào, có cái bia lịch sử gì không. Nếu không có thì lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện với những người dân xung quanh ở đây, cũng như là trò chuyện với những người dân ở thị xã Sapa xem là có bao nhiêu người biết về nghĩa trang này và họ biết như thế nào. Phía trước ống kính của chúng ta là đường quốc lộ 4D nối liền giữa Lào Cai và Lai Châu. Còn kia chính là nghĩa trang liệt sĩ. Ban nãy tôi có đi qua, tôi đi qua từ kia lại đây. Tôi thấy vẫn còn cái biển nghĩa trang liệt sĩ của người Trung Quốc. Và đây rồi thưa quý vị và các bạn, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc. Đây, cái biển ghi rất là rõ ràng đây. Địa chỉ xã Ô Quy Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên nhìn tận mắt, chứng kiến tận mắt xem là cái nghĩa trang này như thế nào. Nó có những cái biển tích, cái dấu tích gì để lại hay không. Như tôi đã chia sẻ ban nãy là tôi cực kỳ thắc mắc, không biết đây là nghĩa trang thờ những liệt sĩ người Trung Quốc có công với Việt Nam, hay là có hay không có cả giặc tàu trên này nữa. Nói thẳng ra là giặc tàu, bởi vì là năm 79 quân Trung Quốc đánh sang đây rất là mạnh, họ tràn sang đây và dân Lào Cai, người dân Lào Cai là phải dạt lên trên núi và chạy về xuôi. Ngay như cái lối lên đây chúng ta đã thấy là có cái dấu vết những cái viên gạch lát bậc thang này, nó bị gần như là bị băm chặt. Tôi chưa từng lên một cái bậc thang nào, một cái cầu thang nào mà nó lại có cái hiện tượng bị băm vằm như thế này. Có hay không đây là cái lòng căm thù của người Việt Nam với người Trung Quốc, với những kẻ xâm lược đất nước chúng ta. Ngay phía sau lưng tôi kia là thác Bạc. Đây, hướng tay tôi chỉ kia là thác Bạc. Đấy là một cái điểm tham quan cũng khá nổi tiếng của Sapa. Và check sang bên này, kia là cái hướng đỉnh đèo kia, hướng lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Chúng ta đi tiếp đâu đó khoảng 4-5 km nữa là sẽ tới cầu Kính đấy. Đó là cây cầu kính Rồng Mây, được mệnh danh là cây cầu kính lớn nhất của Việt Nam bây giờ. Hiện nay ở Việt Nam tôi đang biết là có hai cây cầu kính, một cây cầu kính ở Mộc Châu, Sơn La, và một cây cầu kính nữa là thuộc tỉnh Lai Châu. Nó giáp danh với Sapa, nhưng mà nó thuộc về đất Lai Châu rồi. Cầu kính Rồng Mây thuộc về đất Lai Châu, nhưng vì cái khoảng cách từ cây cầu kính Rồng Mây đấy tới Sapa thì nó đâu đó khoảng 15-16 km gì đấy, cho nên là nó lại thuộc về cái quần thể du lịch của Sapa. Kia đỉnh Ô Quy Hồ, chúng ta đi men theo cái đoạn đường đang đào núi đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình lên tham quan nghĩa trang liệt sĩ của người Trung Quốc.
phía trên kia thấy có một cái bia ghi chữ màu vàng vàng là gì kìa, đời đời nhớ ơn liệt sĩ. Cảm giác như đây là một cái nghĩa trang liệt sĩ của người Việt Nam chứ không phải là người Trung Quốc. Có vẻ quy mô cũng không lớn đâu. Hai bên cổng này bị đập phá hay là đá ốp nó bị rơi xuống, có vẻ như là dấu hiệu của bị rơi, bị bong chóc chứ không phải đập phá. À không, đập phá đấy các bạn ạ. Đây này, đây này, đây là dấu vết của đập phá. Đây, cong vênh của cái khoang cửa đây. Rõ ràng đây là hiện tượng đập phá chứ không phải là bị rơi do chất liệu xây dựng. Ốc vít đây. Như vậy là nghĩa trang này cũng đâu có lớn đâu. Chúng ta thử đếm ngôi mộ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tám, chín, mười, mười một, mười hai. Có 12 ngôi mộ. Tôi thấy có 12 ngôi mộ ở đây thì cũng không phải là nhiều. Ở giữa kia có một cái nhà nhỏ nhỏ giống như một cái miếu. Tí chúng ta sẽ thử lên trên đấy xem sao. Đi lên luôn. Đây là đài tưởng niệm. Đây các bạn thấy ngôi mộ của Trung Quốc, cái hình dáng nó cũng khác với ngôi mộ của Việt Nam mình. Và trên biển đây có chữ Trung Quốc. Không phải ngôi miếu, cái này nó giống như là cái nơi để hóa vàng mã. Không có bát hương. Có một cái điều đặc biệt ở khu nghĩa trang liệt sĩ của người Trung Quốc này là tôi không nhìn thấy bát hương. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết những ngôi mộ để xem là có bát hương hay không. Cái khác biệt ở nghĩa trang liệt sĩ của người Trung Quốc này, tôi chỉ thấy cái đặc trưng là cái hình dáng ngôi mộ thì nó khác. Đây, nó xòe ra. Các bạn nhìn đằng phía sau kính đây. Nó xòe ra hình chữ V. Còn đây là tổng quan cả nghĩa trang này. Giờ thì chúng ta sẽ đến từng ngôi mộ để xem nội dung trên bia ghi những cái gì. Chữ tàu mình không hiểu. Nhưng mình vẫn muốn, tôi vẫn muốn quay cái chữ tàu này nó tương đối chi tiết một chút để ai hiểu được chữ Trung Quốc, ai hiểu được chữ tàu thì có thể sẽ đọc được nội dung của nó. Có thể là cái chữ này là mộ chưa rõ họ tên này chẳng hạn. Bởi vì tôi thấy có những cái ngôi có nhiều chữ hơn. Ngôi này thì cũng chỉ có một hàng chữ đấy. Nhưng mà mỗi chữ ở trên mộ là khác nhau. Cái chữ tượng hình này là hình vuông này. Đây chúng ta sang bên chữ tiếp theo này. Chữ tượng hình ban nãy nó giống như chữ pháo ở trong cái quân cờ tướng. Chữ này là khác này, chứng tỏ là nội dung khác nhau. Và cái bia mộ này thì có nhiều chữ hơn, có cả ba cái dòng chữ nhỏ hai bên. Còn hai cái mộ phía bên kia thì chỉ có một dòng thôi. Ngôi này cũng thế, ngôi này cũng nhiều chữ. Đây, tôi thấy có dấu hiệu có cắm hương này, nhưng không có bát hương. Vậy thì ai sẽ là người thắp hương ở đây? Có thể là người quản trang, cũng có thể là người Trung Quốc người ta sang. Vì đây, đây cũng cắm hương đây. Cũng có thể là người Trung Quốc người ta sang đây vì người Trung Quốc sang Lào Cai này làm ăn rất là nhiều. Nhiều lắm, đây là vùng biên mà. Lư hương thì cũng y hệt như các nghĩa trang ở Việt Nam mình, không có gì khác. Số ngôi mộ thì không có nhiều. Nếu là giặc thì phải nghĩa trang phải rất lớn. Khi nào có dịp tôi sẽ lên nghĩa trang liệt sĩ ở Vị Xuyên, Hà Giang để các bạn thấy rằng là cái số liệt sĩ của Việt Nam mình chết rất rất nhiều, hy sinh rất rất nhiều. Nghe nói là có hàng ngàn, hàng vạn ngôi mộ chứ không phải là những cái nấm mộ toen hoen hay một cái nghĩa trang toen hoen bé xíu xíu như thế này. Vậy thì họ là ai dưới những nấm mộ kia? Lát nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số những người dân quanh quanh đây để tìm hiểu cụ thể xem người ta biết đến đâu, người ta sẽ chia sẻ tới đó. Tôi thấy ở góc này có lòi lên một cái gì như cái đầu rồng.
Ồ, một cái lư hương. Tại sao lại vứt một cái lư hương chỏng chơ như thế này nhỉ? Hay là người ta thay mới cái lư hương này bằng cái lư hương kia? Kia ở trước cái đài tưởng niệm tôi thấy có một cái lư hương. Thưa quý vị và các bạn, và để kết lại chương trình ngày hôm nay, tôi cũng rất là mong muốn, có một cái mong muốn tha thiết là nếu như quý vị và các bạn ai đó trong số đang xem cái clip này của tôi mà biết người Trung Quốc, quen biết với một ai đó người Trung Quốc, thì rất là mong quý vị và các bạn hãy chia sẻ cái clip này tới tay của họ để họ được xem, họ được tận mắt nhìn cái cách ứng xử của người Việt Nam với người Trung Quốc như thế nào. Và tôi cũng không biết là nằm dưới ba tấc đất kia là những người có công hay là những người Trung Quốc có tội. Nếu là người có công thì tức là những người Trung Quốc sang đây để giúp đỡ Việt Nam mình làm đường, làm cầu, làm cống hay là làm gì gì đó để giúp đất nước Việt Nam chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Còn nếu là người có tội thì họ chính là những người đã cầm súng bắn giết nhân dân Việt Nam năm 1979, mà cụ thể là ngày 17 tháng 2 năm 1979, lính Trung Quốc đã tràn sang đây. Đâu đó tôi nhớ không nhầm là khoảng 6 vạn lính Trung Quốc đã tràn sang dọc biên giới Việt Nam, từ địa đầu Tổ quốc Hà Giang cho tới ngoài Móng Cái, Quảng Ninh. Quân Trung Quốc đồng loạt tràn sang và cướp giết hiếp không biết bao nhiêu người dân Việt Nam mình. Cái con số người dân chết vì cái cuộc chiến năm 79 hiện nay vẫn chưa có một con số nào thống kê cụ thể, nhưng đó là những vụ thảm sát cực kỳ ghê rợn mà cho đến ngày nay nó vẫn còn những cái dư âm, những cái tàn tích và những cái hậu quả còn để lại. Cha mất con, vợ mất chồng, gia đình ly tán tan nát vì những người lính Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam như vậy. Tuy nhiên dù họ có công hay có tội thì người ta cũng đã chết rồi, và chúng ta có trách thì trách những người còn sống, có trách thì trách những cái người đã gây nên cái cuộc chiến tranh đấy, chứ không phải là trách những người lính. Họ chỉ là những người thực thi nhiệm vụ. Và tôi tin tưởng rằng là không phải cứ người lính Trung Quốc nào sang xâm lược Việt Nam cũng là những người xấu. Có thể là họ phải đi, họ không thể có cơ hội quay đầu. Nếu quay đầu thì sĩ quan của họ sẽ bắn chết. Vậy thì họ buộc lòng họ phải xâm phạm Việt Nam. Như Chủ tịch Fidel Castro có nói rằng là người dân Trung Quốc không phải là người xấu, mà chỉ có bè lũ lãnh đạo của Trung Quốc ở cái thời kỳ đó là những người xấu. Họ đã dã tâm xâm chiếm Việt Nam, họ đã dã tâm trà đạp lên đất nước chúng ta. Còn bây giờ thì để hiểu rõ hơn về cái nghĩa trang này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số người dân quanh đây, cũng như là một số người dân ở thị xã Sapa, để chúng ta hỏi xem cái nguồn gốc nghĩa trang này như thế nào, tại sao lại có một cái nghĩa trang của người Trung Quốc tại đất nước Việt Nam mình. Cái này là chắc chắn là phải là giúp Việt Nam, thì là nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc mà, đúng không? À, cái nghĩa trang đấy là người giúp đỡ Việt Nam. Giúp đỡ hả? Đấy là anh nghĩ thế hay là anh... Đấy là dân ở đây người ta bảo. À, dân ngày xưa cái thời chiến tranh là người ta dân Trung Quốc sang đây làm giúp mình. Vâng. Thì cái thời chiến tranh chống Mỹ. Vâng. Thế mà trên nghĩa trang em vừa lên lại không thấy có ghi chú gì cả, đấy là cái sơ suất rất là lớn. Cái đấy là từ thời trước chứ không phải là chống tàu, không phải là nghĩa trang của tàu hy sinh bên này đâu. À, có cả trước cái thời năm 79 hả anh? Trước cả năm 79, đấy là người ta sang làm những cái năm 6 mấy, biết sang đây người ta là giúp Việt Nam. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cái nghĩa trang đấy thì là một trong những năm 79 là có trận giao tranh ác liệt giữa quân đội Trung Quốc và quân đội Việt Nam ở khu vực đấy. Nên là mọi người thường lầm tưởng là cái nghĩa trang mà để chôn những cái người Trung Quốc bị chết ở đấy. Nhưng trên thực tế là không phải như thế, mà cái nghĩa trang này đã có trước năm 79, có nghĩa là những cái người Trung Quốc người ta sang lao động ở cái khu vực trên này. Vâng. Thì đã khi người ta mất thì có một cái chỗ để chôn. Vâng. Cũng không phải là chỗ công nhận liệt sĩ, mà khi người Trung Quốc mất thì người ta chôn ở đó. Vâng. Đó. Thế thì cái hiểu lầm. Vâng. Bởi vì chỗ đấy là chỗ giao tranh không liệt nhất. Vâng. Nhưng mà chặn một cái tuyến đường huyết mạch sang. Vâng. Bên phía Than Uyên và bên phía Nam Châu. Vâng. Sang khu đường khu 6, khu 3 người chặn. Vâng. Đánh nhau là đánh ác biệt, thì cũng có một số là người ta mất ở đó, hy sinh ở đó. Người ta cũng phải có một số người là cả bộ đội bên mình cũng hy sinh ở đó, và một số người bên Trung Quốc gọi là giặc đấy, người vâng. ta đánh nhau người ta cũng mất, cũng chết ở đó, chỗ vâng. chết ở đó thì họ cũng có thể là chôn ở đó, nhưng mà thực tế là do người ta cứ gọi là nghĩa trang Trung Quốc, nhưng thực ra không phải là của nghĩa trang của những người bị chết trong cái trận chiến 79 để chôn ở đấy.
Thật ra thì hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức và không có thông tin chính thống. Em search ở trên Google không có. Và hôm nay em có lên tận nơi, em đến rồi. Đâu đó có khoảng 10 hơn chục cái mộ thôi, không nhiều. Thế nếu như mà là quân Trung Quốc sang xâm lược mà bị bắn chết và chôn ở đấy thì gọi là liệt sĩ, em nghĩ là không phải. Không phải. Vì nếu thế thì nó phải rất là đông, rất là nhiều. Bởi vì trận đấy là chết rất nhiều, chỗ đấy là giao tranh ác liệt nhất và chết nhiều nhất. Thì không phải là cái chỗ để chôn những cái người bộ đội của Trung Quốc ở đấy. Vâng. Và em thấy rằng là cũng không có cái lý do gì mà nhân dân mình, chính quyền mình lại đồng ý để một cái nghĩa trang của giặc ở đây cả. Đúng. Chắc chắn là em nghĩ là đó là cái nơi mà những người Trung Quốc có công giúp đỡ Việt Nam mình. Tuy nhiên là chiều nay em lên thì em thấy rằng là bị đập phá nhiều. Còn đập phá vì sao không biết. Từ bậc thang lên cho đến cái cổng vào đều bị đập phá. Được. Cảm ơn anh.